Hello anh em nhá. Đây lên hình cho bác em này, lông lá rất là đẹp luôn. Không biết quay vào video các bác có nhìn thấy hết không, nhưng mà thực sự với các bác là ở ngoài nhìn lông nó rất là đẹp luôn nhá. Lông lá như chân mỏ nhìn rất là hay. Chim hót rất là tốt các bác nhá, mình củ đậu, đầu mặt đẹp cực kỳ luôn. Đấy cũng là lý do là bởi vì là vào đầu video em đã quay cho các bác xem đầu mặt trước, bởi vì đầu mặt em này nhìn rất là xuất sắc luôn. Hai họa nét căng các bác nhá, đều nhau và nhìn rất là đẹp. Em này được thuần được khoảng 80-85% rồi các bác nhá. Đấy, chim hót rất là ok luôn và giọng hay cực kỳ luôn. Đấy, cho các bác xem rõ đầu mặt một lần nữa, đầu mặt em này rất là đẹp. Cả hai bên luôn các bác nhá, đều nhau, đều tăm tắp luôn. Đấy, em sẽ để tốc máy như này cho các bác nghe giọng cũng như là nhìn được qua bóng bộ hình thể con chim nhá. Thank you.
Vâng, các bác có thấy chim hót tốt không ạ? Em này hót quá tốt luôn. Thank you.
các bác thấy hot tốt không ạ? Chim này các bác không chơi thì chơi chim nào nữa, mẫu chim hot quá là tốt luôn anh em. Những con chim này về anh em để treo lên là nó chơi. Chim ăn cám bao vì các bác nhé, em vừa đi nói chuyện điện thoại các bác thông cảm. Đây chim ăn cám bao vì nhá, cám bao vì này, uống nước lã. Anh em cho ăn cám gì được, miễn là phần nó quần là được. Đây, quần này, quần và em cho, em có cho ăn thêm cào cào thì có nhá, cào cào với lại thế. Đấy, chim hót rất là hay, giọng luyến láy cực kỳ hay luôn nhá. Em này nếu mà cứ đập lấy hót thì hót cả ngày cả buổi luôn anh em ạ. Từ các bác từ đầu video đến giờ anh em có thể thấy đấy, chim nó rất là đều mỏ luôn, nó ra mỏ nhanh như máy. Đấy chưa, các bác thấy không, giọng hay quá hay luôn. Anh em lấy những con chim này về nghe hót rồi để treo nhà nghe hót, gọi là để đam mê chim bào mi ấy, thì nó quá hợp lý luôn. Những cái mẫu chim mà nó mình củ đậu như này này thì nó chơi rất là bền sức các bác, và nó hót bài bản luyến láy rất là hay luôn. Đầu mặt thì đẹp không thì chê được em này ấy, đầu mặt quá là xuất sắc luôn. Đấy, các bác có thể nhìn nhé, đầu mặt rất là xuất sắc, mỏ mỏng luôn. Những mỏ như này là mỏ hót rất tốt này các bác. Đầu mặt nhìn rất là có nét nha. Thôi được rồi, anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại là 0978767789 nhá. Chim của em ở tại Tuyên Quang này, có ship đi toàn quốc. Anh em nào kết thì alo giúp em nhá. Xin chào các bác.